quý vị trở lại với chương trình Virtual Pre-Event Tết Trung Thu năm 2020. Và thưa quý vị, hôm nay Bảo Trân đang có mặt cùng với người đại diện của Wells Fargo. Today I'm so honored to be standing with one of the sponsors for this meaningful program today. And it is Clover Trần, chuyên viên chăm sóc khách hàng của Wells Fargo. Dạ thưa chào chị. Dạ xin chào chị Bảo Trân. Dạ, yeah. Thưa chị Clover, chị có thể nói lý do vì sao Wells Fargo nghĩ là tham gia trong những cái lễ hội văn hóa như là văn hóa Việt Nam quan trọng không? Dạ, yeah, thì theo chị và quý vị khán giả cũng đã biết rồi đó thì lễ Tết Trung Thu là một trong những cái lễ Tết quan trọng của người Việt Nam mình. Mà ở Wells Fargo thì rất là tôn trọng và đánh giá cao những cái nền văn hóa của những chủng tộc khác của người Á Đông nói riêng. Thì đó là lý do tại sao mà Wells Fargo đại diện ngày hôm nay và tài trợ cho chương trình này. Thì em rất là vinh dự khi được ở đây ngày hôm nay ạ. Dạ, vậy thì Bảo Trân thắc mắc rằng là sự đa dạng về văn hóa cũng như là hòa nhập có quan trọng đối với Wells Fargo hay không? Và qua cách nào Wells Fargo đã thực hiện điều đó? Dạ, thì thưa chị và quý vị khán giả, cái sự hòa nhập văn hóa và đa dạng chủng tộc rất là quan trọng đối với Wells Fargo. Và đó cũng là một trong những yếu tố trụ cột khi mà Wells Fargo ứng xử với khách hàng và với cộng đồng của mình. Để mà củng cố cái nền đa dạng văn hóa thì Wells Fargo rất cố gắng để có những thêm những người nhân viên song ngữ, những cái chi nhánh mà mình chỉ có những cái nhân viên, rất là nhiều nhân viên người Việt Nam như chi nhánh em đang làm việc ở Westminster. Ngoài ra thì Wells Fargo còn quan tâm tới những cộng đồng và có hỗ trợ về tài chính cũng như là sức lực cho những cái tổ chức phi lợi nhuận cũng như cho những sinh viên, học sinh có khó khăn về tài chính hoặc là không được có người đại diện. Oh, that's wonderful, rất là hay. Và Bảo Trân cũng thắc mắc rằng là Wells Fargo đã hỗ trợ cho cộng đồng và đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Á như thế nào? Dạ, thì vào năm 2019 thì trước hết là Wells Fargo đã hỗ trợ 391 triệu Mỹ Kim dành cho những cái doanh nghiệp được sở hữu bởi những người châu Á, những cái thương nghiệp nhỏ. Và sau đó Wells Fargo còn bỏ hơn 21 triệu Mỹ Kim dành cho những cái tổ chức phi lợi nhuận để mà giúp đỡ nền kinh tế cho những người châu Á mà không có được may mắn về cái kinh tế lắm ạ. Ngoài ra thì cho nhân viên tụi em nói riêng thì tụi em có những cái mạng lưới kết nối dành cho những nhân viên và trong cái mạng lưới kết nối này thì tụi em được kết nối với nhau rất là đa dạng chủng tộc và tụi em học hỏi thêm những kinh nghiệm về sự nghiệp và cũng như nói chung là về đường đời nữa ạ. Và mình được người ta giúp cho mình nói chung là được tiến triển trong công việc nhiều hơn. Oh, that's wonderful. Rất là hay. Thì nó giống như là một cái network, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Hay quá. Dạ. Vậy thì bây giờ trong cái thời điểm mà bây giờ có COVID-19 cũng rất là khó khăn. Vậy thì Wells Fargo đã và đang làm những điều gì để bảo đảm sự an toàn cho khách hàng cũng như là những nhân viên trong hãng? Dạ, thì chị cũng biết rồi đó, khi mà mình có khách không mời mà tới gõ cửa nhà mình thì COVID này nè. Thì mình cũng phải đáp ứng theo cái nhu cầu mới và những cái phương án mới. Đối với Wells Fargo thì cái điều quan trọng nhất là mình giữ sự an toàn của khách hàng và nhân viên. Thì bởi vì vậy mà mình có tiến triển thêm những cái policy, những cái procedure để mình bảo vệ nhân viên. Thí dụ như là mình bắt buộc mọi người, cả nhân viên cả khách phải đeo khẩu trang và mình bắt buộc mọi người phải giữ khoảng cách xã hội giống như chị em mình vậy nè. Và mình có cái drive up ATM để mình có thể chạy xe lên thẳng cái ATM mình rút tiền ra luôn. Và ngoài ra mình còn có những cái phương tiện để mình cách ly, mình gọi là cái sneeze guard, giữa cái nhân viên và cái người khách hàng để cho mình không có phải lại gần nhau. Ngoài ra thì ở trên cái website của Wells Fargo mình đã thêm những cái chức năng và những cái ứng dụng và mình có cái ứng dụng điện thoại riêng của Wells Fargo, nó là cái app ở trên cái smartphone của mình đó, thì mình có thể làm những cái dịch vụ đơn giản giống như là mình deposit, mình gửi tiền cho người khác hoặc là mình gửi mình giống như mình chỉ muốn coi cái tài khoản mình có bao nhiêu tiền thì nó rất là nhanh và lẹ và mình có thể làm ở trên cái điện thoại của mình luôn. Yeah. Yeah. Wow, vậy thì bây giờ Bảo Trân thấy là còn vài phút cho nên là cho Bảo Trân hỏi thêm vài câu nha. Chị Clover có thích làm việc ở Wells Fargo không? Chị có thể kể về cái chuyện cá nhân của chị không? Dạ, em rất là thích được làm việc với Wells Fargo. Em rất là thật sự là tự hào khi mà nói mình là nhân viên của Wells Fargo. Tại vì Wells Fargo đã làm rất là nhiều cách thức và hỗ trợ cho những cái người nhân viên chủng tộc người châu Á giống như là em vậy đó. Mà ngoài ra thì từ lúc mà Covid xảy ra thì Wells Fargo đã làm rất là nhiều phương án, rất nhiều cách thức để mà mình bảo vệ cho những nhân viên của mình ạ.
Oh, that's wonderful. Cảm ơn chị Clover rất là nhiều. Và Bảo Trân cũng xin thay mặt đài Little Saigon TV cảm ơn chị Clover và Wells Fargo đã bảo trợ cho chương trình này để cho các em thiếu nhi Việt Nam lớn lên tại Hoa Kỳ vẫn có thể hiểu biết về Tết Trung Thu của người Việt. Vâng, thưa quý vị, chương trình pre-event của Tết Trung Thu sẽ trở lại sau vài phần thông tin thương mại. Cảm ơn chị.